Thưa quý vị, sau khi có kết quả xét nghiệm ca dương tính trên địa bàn thành phố Rạch Giá, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc gia cầm thành phố Rạch Giá đã khẩn trương truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan. Từ sự phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo thành phố Rạch Giá, hiện nay trên địa bàn đã khoanh vùng và xác định được các đối tượng có liên quan để thực hiện việc cách ly y tế, cách ly tập trung theo đúng quy định. Sau khi phát hiện và công bố 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn cùng trong hộ gia đình, qua 2 ngày truy vết thần tốc, thành phố Rạch Giá cũng xác định được 58 người F1, 229 người F2 và 212 người F3. Hiện nay, các ngành chức năng thành phố Rạch Giá đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2 theo đúng quy định. Cùng với đó là phổ biến hướng dẫn người dân thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định. Ngoài ra, thành phố Rạch Giá tiến hành phong tỏa các địa điểm gồm khu phố 2 phường Vĩnh Thông, khu vực có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống, phong tỏa hẻm 673 phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Thành phố Rạch Giá kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm thật cao, tập trung truy vết tất cả những người có liên quan, kể cả F4, để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đúng quy định. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố, Công an thành phố Rạch Giá chỉ đạo các lực lượng công an các phường xã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tốt công tác truy vết các đối tượng có liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Quán triệt tinh thần thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh và quản lý đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly phong tỏa. Hiện nay thì do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố thì diễn biến là tương đối là phức tạp. Hiện nay cũng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh cũng như Ủy ban thành phố thì hiện nay đã phong tỏa hai cái khu vực cách ly về cái dịch COVID-19. Chung là hiện nay bây giờ các cái lực lượng mà thực hiện cái nhiệm vụ cái các khu vực phong tỏa đó thì sẽ tuân thủ các nguyên tắc về vấn đề của chính phủ cũng như Ủy ban tỉnh là tuyệt đối là không có được những người lạ mặt vào xuất hiện trong cái khu vực này. Và sẽ thực hiện đúng theo nguyên tắc cái phòng chống dịch. Thành phố Rạch Giá chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục rà soát lại tất cả những trường hợp F1, F2, F3, F4 và lập danh sách cụ thể với đầy đủ thông tin của từng người để đảm bảo thực hiện công tác quản lý, kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, với sự chủ động quyết liệt và truy vết thần tốc thì thành phố Rạch Giá đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định được các đối tượng có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Hiện nay thành phố Rạch Giá đang tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất.